khủng hoảng tuổi 50. Kính thưa quý vị, bước sang tuổi 50, con người thường bị ám ảnh bởi nhiều nỗi lo, trải dài từ vóc dáng, sức khỏe, cho đến nỗi sợ hãi bị bỏ rơi trong chính gia đình mình. Chưa kể, những thay đổi về tâm sinh lý cũng tác động mạnh mẽ tới hành vi của chúng ta. Những mối lo và bất an đó kéo dài sẽ tạo ra những cuộc khủng hoảng tuổi 50 hay khủng hoảng tuổi trung niên, mà nếu như không được xử lý thích hợp sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của chính bản thân ta cũng như gia đình. 1. Thế nào là khủng hoảng tuổi trung niên? Cụm từ khủng hoảng tuổi trung niên do một nhà phân tích tâm lý người Canada đưa ra vào năm 1965 để chỉ một giai đoạn trong cuộc sống khi chúng ta chuyển biến từ người trẻ sang người có tuổi. Trong suốt thời gian này, chúng ta thường hay trăn trở, so sánh những thành quả, mục tiêu và ước mơ với những gì chúng ta từng ao ước trong quá khứ, cũng như suy nghĩ về vị trí của chúng ta hiện tại. Nói một cách đơn giản, khủng hoảng tuổi trung niên là một cơn địa chấn khác đánh dấu bước ngoặt phát triển trong cuộc đời chúng ta, cũng giống như các cơn khủng hoảng xảy ra khi ta bước sang các độ tuổi mẫu giáo, dậy thì. 2. Một số dấu hiệu của khủng hoảng tuổi trung niên. Bạn không nhận ra mình trong gương, hay nói đúng hơn, bạn không muốn chấp nhận những bào mòn của thời gian đã hằn in lên gương mặt. Bạn dằn vặt bởi những câu hỏi làm thế nào để thay đổi dáng vẻ bề ngoài hiện có như giảm cân, xóa nếp nhăn, vân vân. Bạn cảm thấy cơ thể mệt mỏi và chán nản với công việc bạn đã làm suốt bao nhiêu năm qua. Ý định muốn nghỉ việc luôn luẩn quẩn trong suy nghĩ của bạn và thôi thúc đó càng mạnh mẽ hơn khi bạn gặp chút trắc trở trong công việc. Bạn không còn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và muốn làm gì đó khác đi, hoặc muốn buông xuôi, chạy trốn thực tại. Bạn mất hứng thú với mọi việc, ngay cả những việc mình từng rất yêu thích. Bạn cảm thấy xa lạ trong chính ngôi nhà của mình, khi con cái bận rộn với gia đình riêng, còn cuộc sống hôn nhân của bản thân thì trở nên nhạt nhẽo sau bao nhiêu năm chung sống. 3. Làm sao để chào đón bước ngoặt mới của cuộc đời? Thay vì chìm đắm trong lưu nghĩ tiêu cực rằng mình đã hết thời, hãy mở lòng và trao đổi cùng gia đình những vấn đề và cảm xúc của bạn hiện tại. Chính họ sẽ là người giúp bạn tìm lại những thế mạnh của chính mình. Con trai bạn hẳn sẽ cần từ cha của mình những lời khuyên về kỹ năng quản lý công việc hoặc kỹ thuật điện máy. Con gái, cháu gái bạn hẳn cũng sẽ rất cần lời khuyên của bạn về các bí quyết nấu nướng và chăm sóc gia đình. Bằng cách đó, bạn sẽ chấm dứt được cảm giác tiêu cực và thực sự dành thời gian quý báu của mình cho những điều quan trọng. Ngoài ra, hãy nhớ rằng việc chỉ liên tục suy nghĩ muốn làm gì đó khác đi sẽ chẳng đưa bạn đi tới đâu cả. Hãy dừng suy nghĩ và hãy bắt tay thực hiện những ước mơ còn dang dở của mình để bắt đầu một chương trình hoàn toàn mới trong cuộc đời. Đi học kiến thức mới, luyện tập thể thao, đi du lịch hoặc tham gia làm thiện nguyện tại các trại trẻ mồ côi hay chùa chiền, vân vân. Các hoạt động có ích này không chỉ khiến bạn đóng góp được cho cộng đồng, cho cuộc sống, mà còn sẽ giúp bạn có được cái nhìn tích cực hơn về cơn khủng hoảng của bản thân. Và liệu ở tuổi này có quá trễ cho việc thực hiện giấc mơ khởi nghiệp của bạn? Đừng lo lắng về tuổi tác, bởi đã có không ít người khởi nghiệp thành công dù đã ở tuổi trung niên. Đơn cử như trường hợp của ông Nguyễn Thanh Mỹ. Sau nhiều năm ở Canada, mưu sinh bằng nhiều nghề từ rửa chén, bồi bàn đến kỹ sư các hãng nổi tiếng như Kodak và IBM. Ông Mỹ quay về Việt Nam ở độ tuổi 49 và thành lập công ty Mỹ Lan chuyên về mực in, hóa chất ở Trà Vinh. Sau 12 năm, hiện công ty đang xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia và doanh thu nhiều triệu đô mỗi tháng. Nhưng ông không dừng lại ở đó mà tiếp tục khởi nghiệp lần nữa ở độ tuổi 60 với công ty Zinan, chuyên áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, phân phối, tiêu thụ.
Donald Ritchie, một nhà Nhật Bản học nổi tiếng của Mỹ, từng có cách nói hóm hình về khủng hoảng tuổi 50 như sau. Khủng hoảng tuổi trung niên bắt đầu khi bạn hơn 40, chiêm nghiệm cuộc đời mình và nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ có vậy thôi sao? Và khủng hoảng đó sẽ kết thúc 10 năm sau đó, khi bạn sẽ lần nữa nhìn lại đời mình và nghĩ rằng thật ra nó cũng khá tốt chứ nhỉ. Người có tâm tham nhìn tướng này là biết. Kính thưa quý vị, từ chi tiết nhỏ nhìn ra trí tuệ lớn. Thật vậy, người ta thường nói, hành vi tướng mạo của một người chính là phản ánh nội tâm của người đó. Mỗi cử chỉ dù là rất nhỏ cũng có thể phơi bày hết thảy mức độ giao dưỡng ở bên trong. Bởi giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cái gọi là bản chất bên trong của con người là khó gì có thể che đậy được. Đặc biệt là những lúc vô ý trong sinh hoạt thường ngày. Và sau đây là 6 điểm nói lên phẩm chất đạo đức của một người. Xin mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm. 1. Tướng cười. Nụ cười của người có phúc tướng là cách cười tự nhiên, sảng khoái. Khi cười ánh mắt cũng cười theo. Lúc cười lớn, tiếng cười thường trong trẻo, có độ vang. Và nụ cười thường xuất phát từ cái tâm chân thành. Niềm vui chan hòa thực sự sẽ mang lại vận khí tốt cho chủ nhân. Những người hay cười vì xui xẻo, thất thố của người khác gọi là nụ cười thâm độc, từ từ sẽ rước nghiệt vào thân. Cái cười của hoạn thư trong truyện Kiều là một tướng dữ, ngoài thì thân thớt nói cười, nhưng trong lòng nham hiểm, giết người không sao. Cái cười chỉ động nhẹ khóe môi mà vai lại sung lên là tướng của người nhiều toan tính, lạnh lùng, tính toán, mưu sự ngầm bên trong, để hướng đến thành công của mình mà không ngại làm hại người khác. 2. Tướng ăn. Người có phúc tướng thường ăn chậm, nhai kỹ, từ tốn thong thả, thể hiện cuộc đời an nhàn, không sân si hơn thiệt với đời. Cũng có người ăn nhanh nhưng gọn gàng sạch sẽ, không nhai ngùm ngoàm, ăn lấy ăn để, cũng là một tướng tốt. Khi ăn cũng đừng nên quá kiểu cách, giả vờ hay yểu điệu quá mức. Đó là tướng xấu, chứng tỏ tâm của những người nhỏ mọn hay ghen tị so đo. Khi ăn cũng tối kỵ những điều sau. Ăn lúc trời sầm tối mà ngồi quay lưng vào ngọn đèn hay tường. Quan niệm người xưa cho rằng đó là cách ăn bóng không tốt. Khi ăn đừng nên nhìn quanh quần láo liên, đó là tướng khổ nghèo. 3. Tướng nói. Người có phúc tướng khi nói chuyện rất thoải mái. Nói với ai thì mắt hướng về phía người đó, tay chân đặt để tự nhiên, không thử thãi. Bạn trẻ hiện đại hay có thói quen nhíu trán, nhíu mày khi nói chuyện. Đây là tướng không tốt, cần sửa đổi. Nói quá nhanh, nói bằng giọng mũi thều thào cũng nên bỏ. Nói mà không nhìn đối phương, nghĩa là có chuyện muốn che giấu hay không tôn trọng người khác. 4. Tướng ngồi. Tướng ngồi không yên với cái đầu chốc chốc, lại lắc qua lắc lại, là người làm ăn khó nên nổi, tiền bạc hao hụt, nên làm lành tu phước để hóa giải. Người ngồi nghiêng qua một bên, khi bên trái, lúc nghiêng bên mặt, mặc dù đầu không bị tật, đó là tướng của người không được may mắn, thường gặp đổ vỡ trong hôn nhân và bất lợi trong công việc kinh doanh mua bán. Người ngồi vững như bức vách, như chai núi, đứng lên có dáng thẳng người, điềm tĩnh, đi nhẹ nhàng thoải mái, là người có phong thái sang cả, tướng quý.